Sạ can được coi là vị thuốc quý, chữa các bệnh về cổ họng, viêm amidan có mủ, ho nhiều đờm, khàn tiếng, còn được dùng để chữa sốt, đại tiểu tiện không thông, sưng vú tác tia sữa, đau kinh, làm thuốc lọc máu, còn được dùng để chữa rắn can nữa. Sau đây mình sẽ chất lọc ra một số bài thuốc để các bạn tham khảo. Một là bài thuốc chữa viêm họng, dùng sạ can 4g, kinh giới 16g, kim ngân huyền sâm, sinh địa mỗi vị 12 g bạc hà, cỏ nhọ nồi, tang bạch bì, mỗi vị 8 g sắc uống ngày một thang. Hai là bài thuốc chữa viêm họng ho đờm, dùng xạ can, cam thảo dây hoặc mạch môn, mỗi vị 10 g sắc uống ngày một thang. Chữa viêm amidan mãn tính, dùng xạ can 8 g Sa sâm, mạch môn, huyền sâm, tang bạch bì mỗi vị 12 g sắc uống ngày một thang.